thuê xe máy đi chơi Đà Lạt. Cô gái xỉu ngang khi phát hiện bé Na cực độc đang quấn quanh tay lái. Một cô gái đã chia sẻ lại trải nghiệm nhớ đời của mình khi đi xe máy. Làm ai xem được cũng không khỏi hú hồn, hú vía. Vì chỉ cần một chút sơ suất thôi thì rất có thể người này sẽ phải đăng xuất khỏi trái đất. Sự việc được một bạn nữ tên Nhi kể lại. Cô gái cho biết mình đang đi du lịch ở Đà Lạt và có thuê xe máy ở đây để tiện di chuyển. Đi được một đoạn dài trên phố thì cái tay vô tình đụng vào thứ gì đó mềm mềm, nhúc nhích. Thử khều ra xem thì ai ngờ đó là một con rắn đang đi nhờ. Ngay lập tức, người này đã dừng lại và tránh thật xa chiếc xe máy bất ổn ấy, rồi sau đó quay lại đoạn video trên. Từ đoạn clip được chia sẻ có thể thấy đây là một con rắn lục xanh đuôi đỏ. Được biết, loài rắn này cực độc và nếu không may bị cắn phải thì rất có thể mỗi tháng nạn nhân chỉ được về thăm gia đình vào đúng ngày rằm. Tuy nhiên, vì là loài rắn chuyên hoạt động về ban đêm nên ban ngày nó khá chậm chạp. Đây cũng là lý do mà cô gái vẫn bình an, vô sự trong suốt cả đoạn đường khi mà tay lái xe nằm ngay trước đầu của con rắn. Nhiều người xem xong đoạn clip còn không hết sợ hãi vì bản thân là một người cực kỳ sợ rắn. Một số khác thì khi vừa nhìn qua còn tưởng đấy chỉ là cái kẹp tóc màu xanh được ai kẹp vào. Bên cạnh đó, cũng có người trêu đùa cô gái rằng thuê xe nhưng được tặng hẳn vệ sĩ giúp chống trộm xe 100%. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!